về sự tích Mai Điểu. Mai Điểu tức là hoa mai và chim chóc là một cặp truyền thống trong nghệ thuật tạo hình của cư dân các nước Á Đông Cổ. Mai Điểu là một bộ phận của trường phái hoa điểu họa, là tạo hình về hoa và các loài chim. Trong trường phái tạo hình này thì bao giờ hoa và chim cũng nằm trong sự phối hợp, hòa hợp đan xen gắn bó. Mai Điểu thì có lẽ là bộ phận được ưa chuộng nhất trong hoa điểu họa. Trong các tác phẩm Mai Điểu thì chủ đề chính là cây mai với trăm ngàn hoa lá đang bung nở. Điểm xuyết và nâng cánh cho vẻ đẹp ấy là cặp chim chuyền gắn bó kết hợp. Ý nghĩa của hình tượng Mai Điểu. Hoa mai thì luôn là một đài tài quen thuộc của các loại hình nghệ thuật từ xưa đến nay. Nó không chỉ là một loại hoa biểu tượng cho cái đẹp mà còn biểu tượng của sự tốt lành và bao điều ước vọng. Hoa mai không chỉ dành riêng cho bậc vương giả, hoa đến mọi nhà. Với triều Nguyễn ở Huế thì hoa mai biểu tượng của mùa xuân. Mùa xuân là hình ảnh của buổi bình minh, của triều đại, của dòng họ, của cảnh thái bình thịnh trị. Vì thế, hoa mai thì xuất hiện rất nhiều trên các đền đài cung điện và cổ vật xứ Huế, nơi vương triều nhà Nguyễn thì chọn làm kinh đô với nhiều hình thức thể hiện rất phong phú. Hoa mai thì với nhiều mỹ danh, hoa mai có màu trắng như ngọc quyết tinh khôi, còn gọi là bạch mai. Hoa mai có màu xanh thì đặt tên là thanh đài, mai thanh đài. Còn mai màu vàng thì được gọi là hoàng mai. Hoa mai thì thường biểu trưng cho khí tiết, đức tính cao thượng, phẩm chất trong sạch của người quân tử. Năm cánh hoa mai thì là hình ảnh của năm vị thần may mắn, của ngũ phúc. Mai cũng biểu xem như là biểu tượng của sự trường thọ. Điều này chứng tỏ thì xuất phát từ mẫu gốc trong văn hóa Á Đông, hoa mai đã tồn tại nhiều ẩn ngữ biểu trưng phong phú, vừa cổ kính, vừa thanh tao, nằm trong hệ mỹ học, đạo đức của Nho giáo. Với gần gũi, đằm thắm, trữ tình trong mỹ học dân gian thì hoa mai còn biểu tượng cho mùa xuân của đất trời, tràn đầy sự sống, sự rắn giỏi, hương sắc ngọt ngào. Hoa mai tạo nên ấn tượng cảm xúc, báo hiệu sắc xuân. Đứng về mặt tạo hình thì những hình ảnh biểu trưng, tượng trưng cho hoa mai thì xuất hiện trên nhiều chất liệu với thủ pháp khác nhau. Ở Trung Quốc thì bộ tứ thời bao gồm là mẫu đơn, sen, cúc, mai, tượng trưng cho bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông. Trong nhóm này thì mai biểu trưng cho mùa đông, hay xem mai cùng với tùng và trúc là những loại cây biểu trưng cho mùa đông, như hay còn gọi là tuế hàn tam hữu, là ba người bạn của mùa đông giá rét. Hoa mai năm cánh thì mang ý nghĩa là mang khai ngũ phúc, khoái lạc, hạnh vận, trường thọ, thuận lợi hay hòa bình. Hoa mai có năm điều tốt lành bao gồm là hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình. Hoa mai và một đôi chim là biểu tượng của một cặp vợ chồng. Người xưa thì vẫn cho rằng hoa mai biểu tượng trưng cho sự kết hợp hài hòa, mai điểu còn gọi là biểu trưng cho sự hòa hợp, cân bằng và bền vững. Trong phong thủy thì đôi uyên ương tượng trưng cho cuộc sống vợ chồng bền vững, sự gắn bó, hạnh phúc trong hôn nhân. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều hình ảnh đôi uyên ương trên các tác phẩm thủ công mỹ nghệ của Trung Quốc, vì ai cũng muốn bài trí những vận dụng có đôi uyên ương với mong muốn là mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống, hạnh phúc gia đình. Tuổi thọ với sự giàu có và danh dự hay một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thì họa tiết hoa mai được chạm hình hoa mai với rất nhiều ý nghĩa cũng như nhiều điều tốt lành, bao gồm hạnh phúc và may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình. Hoa mai biểu tượng cho sự tốt lành, là sứ giả của mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm với muôn hoa đua nở, vạn vật sinh sôi. Với những phong tục từ của người xưa thì phong tục truyền thống được các bậc tiền bối truyền lại, đó là những điều tốt lành nhất con người chạm khắc, vẽ lên những đồ vật trong nhà. Người ta thì cũng thống nhất rằng hình ảnh mai điểu còn đại diện cho sự sống, sức sống và sự hồi sinh. Hình thức thể hiện của hình ảnh mai điểu. Hình ảnh mai điểu thì được biểu hiện trên nhiều hình thức khác nhau. Người ta đã từng đắm say với tranh lụa mai điểu, tranh thêu mai điểu hay là phù điêu mai điểu. Ngày nay thì chủ đề mai điểu còn được thể hiện trên rất nhiều chất liệu khác nhau, vật dụng khác nhau như là tranh đồng mai điểu, tượng gỗ mai điểu, sập thờ mai điểu, bàn ghế đục mai điểu. Trên đây là một vài hình tượng mai điểu phổ biến được chạm khắc cách điệu trên sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Và qua những thông tin, cái kiến thức chúng tôi chia sẻ trên thì các bạn đã có thể hiểu rõ hơn, cũng hiểu chi tiết về ý nghĩa của mai điểu trong phong thủy cũng như là trong đời sống hàng ngày chúng ta. Nếu quý vị quan tâm hoặc yêu mến kênh thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục ra thêm những video chia sẻ kiến thức khác. Xin chào mọi người.